giữ gìn hết thảy những chúng sinh đó đi vào khắp hư không mỗi thế giới, tận cùng pháp giới, đều khiến không thừa sót mà thân tâm Phật chưa từng mệt nhọc. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ tư của chư Phật. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi các vị đệ tử của Phật. Tất cả chư Phật khi ngồi ăn cơm xong, tỳ kheo là đệ tử của Phật, cho nên cũng phải ngồi ăn cơm. Khi Phật ngồi ăn cơm xong thì ngồi kiết già, trải qua tiền tế hậu tế, bất khả thuyết kiếp, nhập vào chỗ thọ an vui của Phật không thể nghĩ bàn. Thân của Ngài an trụ vắng lặng chẳng động, cũng chẳng phải Phật đang ở đó nhập định không giáo hóa chúng sinh, Ngài vẫn giáo hóa chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, bây giờ tôi nói cho các vị biết, giả sử có người ở khắp hư không, mỗi thế giới, đều dùng đầu sợi lông lần lượt đo lường. Chư Phật ngồi kiết già ở nơi một đầu sợi lông, hết tất cả kiếp của vị lai như nơi một đầu sợi lông, tất cả nơi đầu sợi lông cũng đều như thế. Phật tử, giả sử hết thảy chúng sinh trong mười phương tất cả thế giới, mỗi chúng sinh thân họ lớn nhỏ đều bằng với số hạt bụi, thế giới bất khả thuyết cõi Phật, nặng nhẹ cũng như thế. Chư Phật đem hết thảy những chúng sinh đó để trên đầu ngón tay, hết thuở vị lai, hết thảy các kiếp, tất cả đầu ngón tay cũng đều như thế. Giữ gìn hết thảy những chúng sinh đó đi vào khắp hư không mỗi thế giới, tận cùng pháp giới, đều khiến không thừa sót mà thân tâm Phật chưa từng mệt mỏi. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ tư của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật nơi một thân có thể hóa hiện số hút đầu nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi đầu hóa hiện số lưỡi nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi lưỡi hóa ra âm thanh khác nhau nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Pháp giới chúng sinh thảy đều nghe được. Mỗi âm thanh dễ nói kinh tạng nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi kinh tạng dễ nói các pháp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi pháp có các văn tự câu nghĩa nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Dễ nói như vậy, hết số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Hết số kiếp đó rồi lại diễn nói hết số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Như vậy lần lượt cho đến hết số hạt bụi tất cả thế giới, hết số tâm niệm của tất cả chúng sinh, kiếp thuở vị lai có thể cùng tận. Như Lai hóa thân chuyển bánh xe pháp không có cùng tận. Đó là diễn nói bánh xe pháp trí huệ, bánh xe pháp dứt các nghi hoặc, bánh xe pháp chiếu tất cả pháp, bánh xe pháp khai mở tạng vô ngại, bánh xe pháp khiến cho vô lượng chúng sinh hoan hỉ điều phục, bánh xe pháp khai thị tất cả hạnh của các Bồ Tát, bánh xe pháp cao thẳng viên mãn mặt trời đại trí huệ, bánh xe pháp đèn sáng trí huệ chiếu khắp thế gian, bánh xe pháp biện tài vô úy đủ thứ trang nghiêm. Như một thần Phật dùng sức thần thông truyền bánh xe pháp khác nhau như vậy, tất cả pháp thế gian không thể làm dụ. Như vậy tận cõi hư không, mỗi đầu sợi lông nơi phần lượng có các thế giới nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi thế giới niệm niệm hiện các hóa thân nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi hóa thân cũng đều như vậy, âm thanh diễn nói văn tự cầu nghĩa, mỗi âm thanh đầy khắp tất cả pháp giới, chúng sinh ở trong đó đều được hiểu rõ mà tiếng nói của Phật không đổi không dứt không cùng tận. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 5 của Phật. Phật tử, tất cả chư Phật nơi một thân có thể hóa hiện số đầu nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi đầu hóa hiện số lưỡi nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi lưỡi hóa ra âm thanh khác nhau nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Pháp giới chúng sinh thảy đều nghe được. Mỗi âm thanh dễ nói kinh tạng nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi kinh tạng dễ nói Phật pháp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi pháp lại có các văn tự câu nghĩa nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Diễn nói như vậy, hết số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Hết số kiếp đó rồi lại tiếp tục diễn nói hết số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Như vậy lần lượt cho đến hết số hạt bụi tất cả thế giới, hết số hút tâm niệm của tất cả chúng sinh, kiếp thuở vị lai có thể cùng tận. Như Lai hóa thân chuyển bánh xe pháp không có cùng tận. Đó là diễn nói bánh xe pháp trí huệ, bánh xe pháp dứt các nghi hoặc, bánh xe pháp chiếu tất cả pháp, bánh xe pháp khai mở tạng vô ngại, bánh xe pháp khiến cho vô lượng chúng sinh hoan hỉ điều phục, bánh xe pháp khai thị tất cả hạnh của các Bồ Tát, bánh xe Pháp cầu thẳng viên mãn mặt trời đại trí huệ, bánh xe Pháp đèn sáng trí huệ chiếu khắp thế gian, bánh xe Pháp biện tải vô ý, đủ thứ trang nghiêm. Như một thân Phật dùng sức thần thông chuyển bánh xe Pháp khác nhau như vậy, tất cả Pháp thế gian không có cách chi có thể ví dụ số mục đó được. Như vậy tận cõi hư không, nơi phần lượng của mỗi đầu sợi lông, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi thế giới niệm niệm hiện các hóa thân nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi hóa thân cũng đều như vậy. Âm thanh diễn nói văn tự câu nghĩa, mỗi âm thanh đầy khắp tất cả pháp giới. Chúng sinh ở trong đó đều hiểu rõ, mà tiếng nói của Phật không đổi không dứt, giống như máy thâu băng, không có người nói vẫn phát ra âm thanh, nói pháp không khi nào cùng tận. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 5 của Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đều dùng đức tướng trang nghiêm lòng ngực, giống như kim cang không thể tổn hoại, dưới cội Bồ Đề ngồi kiết già. Quân lính mà vương số lượng vô biên, đủ thứ dị hình rất đáng sợ hãi. Chúng sinh thấy được, không ai chẳng kinh hãi, đều phát cuồng loạn hoặc ngất xỉu mà chết. Chúng ma như vậy đầy khắp hư không, Như Lai thấy chúng rồi, tâm không sợ hãi, dung nhan không thay đổi, một sợi lông cũng không dựng đứng, chẳng động chẳng loạn, không có sự phân biệt. Lìa khỏi các sự vui giận, yên lặng thanh tịnh, trụ vào chỗ Phật trụ, đủ sức từ bi, các căn điều phục, tâm không sợ hãi. Chẳng phải chúng ma có thể làm khuynh động được, mà Ngài điều phục được tất cả quân ma, đều khiến cho chúng hồi tâm, cúi đầu, quy y. Sau đó lại dùng 3 phen giáo hóa, khiến cho chúng đều phát tâm an hậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 6 của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật có âm thanh vô ngại, âm thanh đó đầy khắp 10 phương thế giới. Chúng sinh nghe được tự nhiên được điều phục. Âm thanh đó của các Như Lai phát ra, tất cả các núi lớn như núi Tu Di không thể chướng ngại được. Cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, Cán Thát Bà, A Tu La, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, tất cả các cung đều không thể chướng ngại được. Tất cả thế giới, âm thanh cao lớn cũng không thể chướng ngại được. Để theo sự ứng hóa, tất cả chúng sinh không ai chẳng nghe được, văn tự câu nghĩa đều được hiểu rõ. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 7 của chư Phật. Phật tử, hết thảy tất cả chư Phật đều dùng tướng công đức trang nghiêm tư tưởng của Ngài, kiên cố giống như kim cang không thể tổn hoại. Phật ở dưới cội Bồ Đề ngồi kiết giả nhập định. Lúc đó quân lính ma vương không biết là bao nhiêu, đủ thứ dị hình kỳ quái rất đáng sợ hãi. Chúng sinh thấy được, không ai chẳng kinh hãi, bị thế lực của ma vương nhiếp phục. Có chúng sinh phát cuồng loạn điên đảo, hoặc bị quyến thuộc ma vương làm ngất xỉu mà chết. Chúng ma như vậy đầy khắp hư không. Song khi Phật thành Phật thấy ma quân đó rồi, trong tâm không sợ không hãi. Nếu một số người thấy được, chắc chắn sẽ nói là có ma quỷ, toát mồ hôi dựng tóc gáy. Nhưng dung nhan của Phật không thay đổi, một sợi lông cũng không dựng đứng, cũng chẳng động, cũng chẳng loạn. Phật thấy ma cũng giống như Phật, không có sự phân biệt, để khỏi các sự vui vẻ oán giận, yên lặng thanh tịnh, trụ vào cảnh giới của Phật trụ, đủ tất cả sức từ bi, hết thảy các căn đều điều phục, không có phiền não, không có sợ hãi. Tất cả chúng ma không thể làm khuynh động Ngài được, mà Ngài điều phục được tất cả quân ma, đều khiến cho chúng hồi tâm hướng thiện, sửa lỗi làm mới, đều cúi đầu đảnh lễ. Sau đó lại dùng tam luân thể không giáo hóa họ, khiến cho họ đều phát tâm an hậu Đa Na Tam Miệu Tam Bồ Đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 6 của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật có âm thanh vô ngại, âm thanh đó đầy khắp 10 phương thế giới. Chúng sinh nghe được tự nhiên được điều phục. Âm thanh đó của các Như Lai phát ra, tất cả các núi lớn như núi Tu Di không thể chướng ngại được. Cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, Cán Thát Bà, A Tu La, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, tất cả các cung đều không thể chướng ngại được. Tất cả thế giới, âm thanh to lớn như thế nào cũng không thể chướng ngại được âm thanh của Phật. Tùy theo sự ứng hóa, tất cả chúng sinh không ai chẳng nghe được, văn tự câu nghĩa đều được hiểu rõ. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 7 của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật tâm không chướng ngại, trong trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết kiếp luôn khéo thanh tịnh. Tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều đồng một thể, không đục không mở, không ta không cái ta, không trong không ngoài, rõ cảnh không tịch, chẳng sinh vọng tưởng, không chỗ nương, không chỗ làm, chẳng trụ các tướng, dứt hẳn sự phân biệt. Bản tánh thanh tịnh, bỏ lìa tất cả sự nghĩ nhớ, phan duyên. Đối với tất cả pháp, thường không trái ngược, tranh luận. Trụ nơi thật tế, lìa dục thanh tịnh, vào chân pháp giới diễn nói vô tận. Để lượng chẳng phải lượng, hết thảy vọng tưởng, tuyệt vi, vô vi, tất cả lời nói. Đối với bất khả thuyết, vô biên cảnh giới đều đã thông đạt, vô ngại vô tận. Trí huệ phương tiện, thành tựu 10 lực. Tất cả công đức trang nghiêm thanh tịnh, diễn nói đủ thứ vô lượng các pháp, đều chẳng trái với thật tướng. Đối với các pháp giới, ba đời các pháp đều đồng không khác, rốt ráo tự tại và tất cả pháp tạng tối thắng. Tất cả pháp môn chánh niệm, chẳng hoặc an trụ, 10 phương tất cả cõi Phật mà không động chuyển. Đắc được trí bất đoạn, biết tất cả pháp rốt ráo không thừa sót, hết các hữu lậu, tâm khéo giải thoát. Khéo giải thoát, trụ nơi thật tế, thông đạt vô ngại. Tâm thường chánh định, nơi pháp ba đời, cùng với tâm hạnh của tất cả chúng sinh, một niệm thấu rõ thông đạt đều không chướng ngại. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 8. Phật tử, tất cả chư Phật tâm không chướng ngại. Thế nào gọi là Phật? Phật tức là bậc giác ngộ, giác tức là chẳng còn mọi sự chướng ngại, chẳng giác tức là còn sự chướng ngại, bậc giác ngộ tức cũng là minh bạch. Minh bạch thì chẳng còn sự đen tối, chẳng minh bạch tức là đen tối. Đen tối tức là chướng ngại. Phật ở trong trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết kiếp, chẳng biết là thời gian dài bao lâu, tóm lại là không cách chi tính được. Nếu tính được thì thật là người chuyên gia về số học. Thời gian lâu dài như vậy, Phật luôn luôn đều thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào. Thế nào gọi là nhiễm ô? Bạn có vọng tưởng tức là nhiễm ô, thanh tịnh thì chẳng còn vọng tưởng. Tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, Phật Phật đạo đồng. Do đó có câu 10 phương Phật ba đời đều cùng một pháp thân, cho nên gọi là đồng một thể. Đục tức là nhiễm, mờ tức là che đậy chướng ngại. Nếu chẳng còn nhiễm ô thì cũng chẳng còn chướng ngại, căn bản sẽ chẳng còn cái ta. Các vị thử tìm cái ta từ đầu đến chân, cái nào gọi là cái ta? Cái đầu có tên là cái đầu, con mắt có tên con mắt, tóc lại có tên tóc, lỗ tai có tên lỗ tai, tứ chi vân vân đều có tên của nó. Tìm hết toàn thân chẳng có chỗ nào gọi là cái ta, cho nên Phật chẳng có cái ta, chẳng còn chấp trước về cái ta. Chúng ta chúng sinh có nhà ở, lại sợ không có quần áo mặc, một ngày có mấy trăm cái sợ. Những cái sợ đó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, mặc nhiều quần áo cũng không cảm thấy ấm, đều là do sự lo sợ mà ra. Phật thì không có cái gì hết, cho nên nói không có cái của ta. Phật cũng không chấp trước trong, cũng không chấp trước ngoài. Ngài thấu rõ tất cả cảnh giới đều không tịch, cho nên chẳng sinh bất cứ vọng tưởng gì. Đây giống như viên liễu phàm. Viên liễu phàm sinh ra, người cha cho cậu ta đi học, sau đó lại kêu cậu ta học ngành y, nói ngành y có thể cứu đời, còn có thể cứu người. Học y khoa rồi, có lần đến gặp người họ Khổng, người này có râu tóc trắng dài, dung mạo uy nhiên. Ông ta nói với viên liễu phàm rằng, cậu có thể là người đi học, cậu hiện tại làm gì? Viên liễu phàm nói học y khoa vì có thể cứu đời cứu người, lại có thể dưỡng sinh mạng của mình là một nghề rất tốt. Ông lão họ Khổng nói, cậu vào tháng đó, năm đó sẽ thi đậu tú tài, danh thứ 14, tháng đó, năm đó sẽ thi đỗ cử nhân, sau đó sẽ làm quan huyện, đến năm 54 tuổi vào ngày 14 tháng 8 sẽ chết. Đáng tiếc là chẳng có con cái. Viên liễu phàm nghe rồi thì chẳng khởi vọng tưởng, ngược lại cho rằng tất cả đều do số mạng, do đó hàng ngày cứ để tự nhiên an bài, chẳng làm gì cả, thậm chí cũng chẳng suy nghĩ. Ông già họ Khổng đoán rất là đúng, rất là linh nghiệm, do vậy mà anh ta chẳng sinh vọng tưởng. Về sau viên liễu phàm đến Tuyết Sơn Lầu ở Nam Kinh du ngoạn và ngồi thiền với thiền sư Vân Cốc 3 ngày. Thiền sư Vân Cốc cảm thấy rất kỳ lạ, nói, cậu là một người đặc biệt, từ trước tới nay chẳng có người nào ngồi thiền với ta 3 ngày mà không có vọng tưởng gì hết, một niệm không sinh, thật là một bậc đại trượng phu. Bèn hỏi viên liễu phàm tại sao không khởi vọng tưởng. Cậu ta bèn nói việc số mạng của mình như vậy, tất cả đều do vận mạng an bài. Thiền sư Vân Cốc nói, tôi cứ nghĩ rằng cậu là một người siêu nhân đặc biệt hơn người khác, nguyên lai chỉ là một người phàm phu tục tử. Viên liễu phàm nghe nói mình là phàm phu tục tử thì chẳng vui, bèn hỏi, sao bây giờ ngài lại nói tôi là người phàm phu tục tử? Thiền sư Vân Cốc nói, cậu bị mấy 10 năm số mạng làm khốn đốn, bị trói buộc không thoát ra được, đó chẳng phải phàm phu thì là gì? Viên liễu phàm lại hỏi, có thể thoát ra được kiếp số chăng? Thiền sư Vân Cốc nói, trong kinh dịch có nói, người nào làm phước thì có phước, làm ác thì thiếu phước, lại có thể xu cát, tị hung. Nếu không thể tránh được thì điều cát tưởng sao có thể đến, điều hung dữ sao có thể tránh được. Viên Liễu Phàm suy nghĩ nói, ha, trong kinh dịch có nói về đoạn này. Do đó cậu ta bèn minh bạch để phát nguyện làm nhiều việc thiện. Khi bắt đầu làm việc thiện thì những điều nói trước kia không còn linh nữa. Trước kia nói anh ta chẳng có con cái, nhưng sau này anh ta có 2 người con. Bổn lai nói anh ta 50 tuổi thì chết, nhưng anh ta sống đến hơn 80 tuổi, cho nên số mạng không hoàn toàn đúng. Chúng ta phải học cách tạo mạng. Phật chẳng khởi vọng tưởng, cũng không chỗ nương, không chỗ làm, sở hành vô sự, chẳng trụ tại các tướng, chẳng còn tâm phân biệt. Bản tánh thanh tịnh không nhiễm, bỏ lìa tất cả sự nghĩ nhớ, phan duyên. Chúng ta chúng sinh tại sao không thành đạo? Niệm Phật cũng không tương ưng, ngồi thiền cũng không tương ưng, là vì có tất cả những nghĩ nhớ, phan duyên. Lúc nghĩ Nam Triều, lúc nghĩ Bắc Quốc, lúc nghĩ Đông, lúc nghĩ Tây, 4 phía trên dưới, cho nên tu tất cả Pháp cũng chẳng tương ưng. Phật đối với tất cả Pháp thường không trái ngược, chỗ nơi thật tế lý thể. Tại sao chúng ta không thể thành Phật? Là vì dục niệm. Nếu hút đoạn dục được thì sẽ thành tịnh. Dục tức là thứ nhiễm ô, đoạn dục thì sẽ được thanh tịnh, chẳng còn nhiễm ô thì sẽ được thanh tịnh. Tức là nhất chân pháp giới, dễ nói vô cùng vô tận các pháp môn, để khỏi tất cả số lượng và chẳng phải số lượng. Hết thảy vọng tưởng đều là vô vi cũng không còn nữa, thì gì cũng chẳng còn nữa, lời nói cũng chẳng còn nữa. Do đó có câu, đường lời nói đã bạt, nơi tâm hành đã diệt. Đối với bất khả thuyết vô biên cảnh giới, Ngài đều đã thông đạt, cũng chẳng còn chướng ngại, cũng chẳng cùng tận. Trí huệ phương tiện diệu pháp thành tựu 10 lực, tất cả công đức trang nghiêm thành tịnh, dễ nói đủ thứ vô lượng các pháp đều hợp với thật tướng lý thể, chẳng trái với thật tướng. Trong nhất trần pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai đều là một luật bình đẳng, chẳng có hai dạng. Cho giáo tự tại và nơi tất cả pháp tạo tối thắng. Phật đối với tất cả pháp đầy đủ chánh niệm, chẳng có mê hoặc. An trụ 10 phương tất cả cõi Phật, thường thường ở trong định, được trí huệ không gián đoạn, lúc nào trí huệ cũng hiện tiền, biết tất cả pháp rốt ráo không thừa sót, hết tất cả các hữu lậu, chứng được vô lậu. Vô lậu là gì? Tức là chẳng còn dục niệm, nhất là niệm dâm dục. Bạn còn niệm dâm dục thì còn lậu, bạn không còn niệm dâm dục nhưng vẫn hành dâm thì đó càng là hữu lậu. Đây chẳng phải là gạt người, chỉ là tự gạt mình mà thôi. Muốn được vô lậu thì phải đoạn trừ dục niệm. Trong tâm thường thường chẳng có phiền não, thì tức là tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, trí huệ thời thời hiện tiền, chẳng có mọi sự chấp trước, chỗ nơi thật tế lý thể, thông đạt pháp môn vô ngại. Trong tâm thường thường ở trong định, nơi pháp 3 đời cùng với tâm hạnh của tất cả chúng sinh, ở trong một niệm hoàn toàn thấu rõ thông đạt, không có mọi sự chướng ngại. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 8. Phật tử, tất cả chư Phật đồng một pháp thân, thân vô lượng cảnh giới, thân công đức vô biên, thân thế gian vô tận, thân tam giới chẳng nhiễm, thân tùy niệm thị hiện, thân chẳng thật, chẳng hư, bình đẳng, thanh tịnh, thân không đến, không đi, vô vi bất hoại, thân một tướng, vô tướng, pháp tự tánh, thân không xứ, không phương khắp tất cả, thân thần biến tự tại vô biên sắc tướng, thân thị hiện đủ tướng vào khắp tất cả, thân diệu pháp phương tiện, thân trí tạng chiếu khắp, thân thể hiện pháp bình đẳng, thân khắp cùng pháp giới, thân không động không phân biệt, thân chẳng có chẳng không thường thanh tịnh, thân chẳng phương tiện chẳng không phương tiện, chẳng diệt chẳng không diệt, tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh đủ thứ tin hiểu mà thị hiện, thân từ tất cả công đức bảo sinh ra, thân đủ tất cả các Phật pháp trần như, thân bổn tánh tịch tĩnh không chướng ngại, thân thành tựu tất cả pháp vô ngại, thân trụ khắp tất cả pháp giới thành tịnh, thần phần hình khắp cùng tất cả thế gian, thần không phản duyên không thối chuyển, vĩnh viễn giải thoát đủ nhất thiết trí đấu đạt khắp. Đó là pháp tràng dũng kiện Đại Na La Diên thứ 9 của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đồng một pháp thân của Phật chỗ nào cũng có, vô tại vô bất tại, lại biến hóa ra thân vô lượng cảnh giới, thần công đức vô biên, thân thế gian không cùng tận, thân tam giới chẳng nhiễm ô, thần tùy niệm thị hiện, thần chẳng thật chẳng hư, bình đẳng thanh tịnh, thân không đến, không đi, vô vi bất hoại, thân một tướng, vô tướng, pháp tự tánh, thân không xứ, không phương, khắp tất cả, thân thần biến tự tại vô biên sắc tướng, thân thị hiện đủ thứ vào khắp tất cả, thần diệu pháp phương tiện, thân trí tạng chiếu khắp, thân thị hiện pháp bình đẳng, thân khắp cùng pháp giới, thân không động không phân biệt, thân chẳng có chẳng không thường thanh tịnh, thân chẳng phương tiện chẳng không phương tiện, chẳng diệt chẳng không diệt, tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh đủ thứ tin hiểu mà thị hiện. Thân từ tất cả công đức bảo sinh ra, thân đủ tất cả các Phật pháp chân như, thân bổn tánh tịch tĩnh không chướng ngại, thân thành tựu tất cả pháp vô ngại, thân trụ khắp tất cả pháp giới thanh tịnh, thân phân hình khắp cùng tất cả thế gian, thân không phản duyên không thối chuyển, vĩnh viễn giải thoát, đủ nhất thiết trí thấu đạt khắp. Đó là pháp tràng dũng kiện đại Na La Diên thứ 9 của chư Phật. Phật tử tất cả chư Phật đồng ngộ pháp của tất cả các Như Lai, đồng tu tất cả các Bồ Tát hạnh, hoặc nguyện hoặc trí đều thanh tịnh bình đẳng như biển cả, đều được viên mãn, hạnh được tôn thắng chưa từng thối khiếp, trụ các tam muội vô lượng cảnh giới, mở bày tất cả đạo, khuyến thiện gian ác, trí lực đệ nhất, diễn nói pháp không sợ hãi, tùy theo câu hỏi đều khéo trả lời, trí huệ thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh, thân lời ý hành thảy đều không tạp. Trụ chỗ trụ của Phật, giống tánh chư Phật, dùng trí huệ Phật mà làm Phật sự. Trụ nhất thiết trí dễ nói vô lượng pháp, không có căn bổn, không có bờ mé, thần thông trí huệ không thể nghĩ bàn, tất cả thế gian không thể hiểu rõ, trí huệ vào sâu thấy tất cả pháp, vì diệu rộng lớn vô lượng vô biên, pháp môn bà đời đều khéo thông đạt, đều khai mở hiểu biết tất cả thế giới. Dùng trí xuất thế nơi các thế gian làm bất khả thuyết đủ thứ Phật sự, thành trí huệ bất thối vào số trừ Phật. Tùy đã chứng được pháp về văn tự không thể nói mà hay khai thị đủ thứ lời lẽ, dùng trí huệ phổ hiển tích tập các hạnh lành, thành tựu một niệm tương ứng diệu huệ, nơi tất cả pháp đều giác ngộ hiểu rõ, như chỗ niệm trước kia tất cả chúng sinh đều nương tự thừa mà bố thí pháp đó, tất cả các pháp, tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả ba đời, ở trong pháp giới, cảnh giới như vậy số lượng vô biên, dụng trí vô ngại, đều thấy biết được. Phật tử, tất cả chư Phật trong khoảng một niệm, tùy theo sự ứng hóa mà xuất hiện ra đời, ở cõi thanh tịnh, thành đẳng chánh giác, hiện sức thần thông, khai ngộ tâm ý và thức, tất cả chúng sinh ba đời mà chẳng thất thời. Phật tử, chúng sinh vô biên, thế giới vô biên, pháp giới vô biên, ba đời vô biên, chư Phật tối thắng cũng không có bờ mé, đều hiện ở trong đó, thành đẳng chánh giác, dùng trí huệ Phật, phương tiện khai ngộ, không có ngừng nghỉ. Phật tử, tất cả chư Phật dùng sức thần thông, hiện thần đẹp nhất, trụ vô biên xứ, đại bi phương tiện, tâm không chướng ngại, nơi tất cả thời, thường vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, đó là pháp tràng đại Na La Diên thứ 10 của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đồng ngộ pháp của tất cả các Như Lai nói, tất cả chư Phật đồng tu tất cả các Bồ Tát hạnh, tất cả chư Phật thuở xưa đã phát nguyện hoặc tu trí huệ đều thanh tịnh bình đẳng như biển cả, đều được viên mãn tất cả nguyện vọng, hạnh lực tôn thắng không gì sánh bằng, chưa từng thối khiếp, vĩnh viễn dũng mãnh tinh tấn, thường thường trụ nơi tất cả tam muội cảnh giới nhiều vô lượng vô biên, mở bày tất cả đạo, khuyên chúng sinh làm lành, cấm chúng sinh làm ác, sức trí huệ đệ nhất, diễn nói pháp không sợ hãi, bất cứ ai có vấn đề đều khéo trả lời, dùng trí huệ thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh, thần lời ý nghiệp thuần thiện không nhiễm, trụ ở thế giới của Phật ở, tất cả giống tánh chư Phật, dùng trí huệ Phật mà làm Phật sự, trụ nhất thiết Phật trí, diễn nói vô lượng pháp môn, không có căn bổn cũng không có bờ mé, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn, thần thông trí huệ không thể nghĩ bàn, tất cả thế gian không có ai thật hiểu rõ, trí huệ vào sâu thấy tất cả pháp, vì diệu rộng lớn vô lượng vô biên, pháp môn ba đời đều khéo thông đạt vô ngại, đều khai mở hiểu biết tất cả thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch, dùng trí xuất thế ở tại thế gian làm bất khả thuyết đủ thứ Phật sự, thành trí huệ bất thối chuyển, vào số chư Phật quyết định thành Phật. Tuy đã chứng được pháp địa văn tự không thể nói, tâm duyên tướng mà hay dùng đủ thứ lời lẽ để khai thị, dùng trí huệ phổ hiền tích tập các hạnh lành, thành tựu một niệm tương ứng diệu huệ, đối với tất cả pháp đều giác ngộ hiểu rõ. Chúng ta tu hành là tu một niệm huệ tương ứng, Như Lai có thể vào những nghĩ nhớ thuở xưa của tất cả chúng sinh, y chiếu pháp môn đáng được độ của mỗi chúng sinh để nói pháp cho họ nghe, tất cả các pháp, tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, ở trong pháp giới tất cả ba đời, Cảnh giới như vậy, số lượng vô biên, dùng trí vô ngại đều thấy biết được. Các vị Phật tử, tất cả chư Phật trong khoảng một niệm, quán căn cơ về người nói Pháp tùy theo sự ứng hóa mà xuất hiện ra đời ở cõi thanh tịnh. Thành đẳng chánh giác, hiện sức thần thông khai ngộ ba đời, tâm ý và thức của tất cả chúng sinh ba đời mà chẳng thất thời. Các vị Phật tử, chúng sinh vô biên, thế giới cũng vô biên, pháp giới cũng vô biên, ba đời đều vô biên, chư Phật tối thắng cũng không có bờ mé, đều hiện ở trong đó, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng trí huệ của Phật phương tiện khai ngộ tất cả chúng sinh, không có khi nào ngừng nghỉ. Các vị Phật tử, tất cả chư Phật dùng sức thần thông hiện pháp thần đẹp nhất, trụ vô biên xứ, dùng đại bi nhổ sạch khổ của chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo để cứu độ chúng sinh, trong tâm không có chướng ngại, nơi tất cả thời thường vì chúng sinh sẽ nói đủ thứ diệu pháp. Đó là pháp tràng Đại Na La Diên thứ 10 của chư Phật. Chúng ta phải biết, có thân thể thì có rất nhiều phiền não, có đủ thứ bệnh tật, lại sợ đói khát. Nếu dụng công tu hành cho tốt, chấm dứt sinh tử thì sẽ không còn những vấn đề này nữa. Phật tử, những pháp tràng dũng viện Đại Na La Diên đó của tất cả chư Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh, quá khứ, hiện tại, vị lai và hàng nhị thừa, không hiểu rõ được, chỉ trừ thần lực của Như Lai gia trì. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử. Các vị biết rằng những pháp tràng dũng viện Đại Na La Diên đó của tất cả chư Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Bất cứ tất cả chúng sinh, quá khứ, hiện tại, vị lai và hàng nhị thừa thanh văn duyên giác không cách chi hiểu rõ được, chỉ trừ Phật dùng thần lực để gia bị cho họ thì họ mới biết được. Nếu không được Phật gia bị thì bất cứ làm như thế nào cũng không hiểu rõ được. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp quyết định. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật quyết định từ cung trời đô xuất hết thọ mạng, hạ sinh. Tất cả chư Phật quyết định thọ sinh nơi thai mẹ 10 tháng. Tất cả chư Phật quyết định nhàm chán, vui thế tục cầu xuất gia. Tất cả chư Phật quyết định ngồi dưới cội bồ đề thành đẳng chánh giác, ngộ các Phật Pháp. Tất cả chư Phật quyết định nơi một niệm ngộ tất cả Pháp, thị hiện thần lực tất cả thế giới. Tất cả chư Phật quyết định đúng thời chuyển bánh giải Pháp. Tất cả chư Phật quyết định tùy chúng sinh gieo trồng căn lành, đúng thời nói Pháp mà vì họ thọ ký. Tất cả chư Phật quyết định đúng thời vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật quyết định vì các Bồ Tát đã thành tựu mà thọ ký biệt hiệu. Tất cả chư Phật quyết định một niệm trả lời khắp hết những câu hỏi của tất cả chúng sinh. Đó là 10. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử. 10 phương ba đời tất cả chư Phật Thế Tôn lại có 10 pháp quyết định. Đây cũng rất là quan trọng. Những gì là 10 pháp quyết định? Đó là 1. Tất cả chư Phật nhất định từ cung trời đô xuất bổ xứ Phật vị. Tại cung trời đô xuất hưởng hết phước trời sẽ hạ sinh xuống nhân gian, cho nên nói thọ mạng hết hạ sinh. 2. Tất cả chư Phật từ cung trời đô xuất hạ sinh xuống nhân gian cũng nhất định thọ sinh nơi thai mẹ 10 tháng. 3. Tất cả chư Phật nhất định nhàm chán vui thế tục, muốn cầu xuất gia, thoát khỏi nhà bà cõi. 4. Tất cả chư Phật đều phải ngồi dưới cội bồ đề thành tựu Phật quả, khai ngộ tất cả Phật Pháp. 5. Tất cả chư Phật nhất định trong khoảng một niệm thấu rõ tất cả Pháp, thị hiện thần lực nơi tất cả thế giới. 6. Tất cả chư Phật nhất định đúng thời chuyển bánh xe Pháp, chẳng trước cũng chẳng sau, vừa đúng thời để chuyển bánh xe Pháp vì chúng sinh nói Pháp. 7. Tất cả chư Phật nhất định tùy chúng sinh gieo trồng căn lành, đúng thời nói Pháp để vì họ nói Pháp, lại vì họ thọ ký. 8. Tất cả chư Phật nhất định đúng thời vì chúng sinh làm Phật sự. 9. Tất cả chư Phật nhất định vì các Bồ Tát đã thành tựu mà thọ ký biệt hiệu. Thọ ký nói bạn khi nào sẽ thành Phật, Phật hiệu là gì, thọ mạng bao lâu, cõi nước đó tên gì. 10. Tất cả chư Phật nhất định trong khoảng một niệm trả lời khắp hết những câu hỏi của tất cả chúng sinh. Đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp mau chóng. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật nếu có ai thấy được thì mau được xa lìa tất cả đường ác. Tất cả chư Phật nếu có ai thấy được thì mau được viên mãn công đức thủ thắng. Tất cả chư Phật nếu ai thấy được mau được thành tựu căn lành rộng lớn. Tất cả chư Phật nếu ai thấy được mau được vãng sinh cõi trời thanh tịnh vi diệu. Tất cả chư Phật nếu ai thấy được mau được dứt trừ tất cả nghi hoặc. Tất cả chư Phật nếu người đã phát Bồ Đề Tâm mà thấy được thì mau được thành tựu tin hiểu rộng lớn, vĩnh viễn không thối chuyển, tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sinh. Nếu người chưa phát tâm, để mau phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tất cả chư Phật, nếu người chưa vào chánh vị mà thấy được thì mau được vào chánh vị. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau được tất cả các căn thanh tịnh thế xuất thế gian. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau được diệt trừ tất cả chướng ngại. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau đắc được biện tài không sợ hãi. Đó là 10 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử. Chư Phật Thế Tôn lại có 10 pháp mau chóng. Những gì là 10? Đó là: 1. Tất cả chư Phật, nếu có chúng sinh thấy được các ngài thì mau chóng được xa lìa ba đường ác. 2. Tất cả chư Phật, nếu có chúng sinh thấy được thì mau chóng được viên mãn công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. 3. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau chóng được thành tựu căn lành rộng lớn. 4. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau chóng được vãng sinh cõi trời thanh tịnh vi diệu. 5. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau chóng được dứt trừ tất cả nghi hoặc. 6. Tất cả chư Phật, nếu người đã phát Bồ Đề tâm mà thấy được thì mau được thành tựu tin hiểu rộng lớn, vĩnh viễn không thối chuyển, tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sinh. Nếu người chưa phát tâm, liền mau chóng phát tâm An Hậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 7. Tất cả chư Phật, nếu không có chúng sinh chưa đắc được Bồ Tát hoặc Thanh Văn Chuyên Giác Thánh Vị thì mau chóng chứng được quả vị Thanh Văn Chuyên Giác Bồ Tát. 8. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau chóng được tất cả các căn thành tịnh thế gian xuất thế gian. 9. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau chóng diệt trừ tất cả chướng ngại. 10. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được thì mau chóng đắc được biện tài không sợ hãi. Đó là 10 Phật tử. Chư Phật Thế Tôn có 10 pháp thanh tịnh, phải thường nghĩ nhớ. Những gì là 10? Đó là nhân duyên quá khứ của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Hạnh thanh tịnh thù thắng của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật viên mãn các độ, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật thành tựu đại nguyện, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật tích tập căn lành, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật đã đủ phạm hạnh, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật hiện thành chánh giác, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật sắc thân vô lượng, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật thần thông vô lượng, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật có 10 lực, 4 điều không sợ hãi, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Đó là 10 Phật tử. Chư Phật Thế Tôn lại có 10 pháp thanh tịnh phải thường nghĩ nhớ. Những gì là 10? Đó là: 1. Nhân duyên quá khứ của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Một vị Phật nào đó quá khứ có nhân duyên gì mà thành Phật, vị Phật nào đó quá khứ tu pháp môn gì mà thành Phật, Bồ Tát phải thường thường nghĩ nhớ. 2. Tất cả chư Phật tu hạnh thanh tịnh thù thắng, tất cả Bồ Tát cũng phải thường nghĩ nhớ. 3. Tất cả chư Phật viên mãn các độ, tức là 10 độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, nguyện lực trí, tất cả Bồ Tát cũng phải thường nghĩ nhớ 10 pháp Ba La Mật. 4. Tất cả chư Phật thành tựu đại nguyện đã phát ra trong quá khứ, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. 5. Tất cả chư Phật tích tập đủ thứ căn lành, tất cả Bồ Tát cũng phải thường nghĩ nhớ. 6. Tất cả chư Phật đã đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh, tất cả Bồ Tát cũng phải thường nghĩ nhớ. 7. Tất cả chư Phật hiện thành chánh giác, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tại sao tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ tất cả chư Phật? Vì Bồ Tát học Phật, Phật từ con đường nào tu thành Phật thì mình cũng phải từ con đường đó tu để thành Phật. Cho nên Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ tất cả hành vi, tất cả cảnh giới, tất cả sự tu hành của chư Phật. 8. Tất cả chư Phật sắc thân vô lượng, phần thân vô số, đến thế giới khác thành Phật, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. 9. Tất cả chư Phật thần thông vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. 10. Tất cả chư Phật có 10 lực, 4 điều không sợ hãi, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Đó là 10 pháp thanh tịnh phải thường nghĩ nhớ. Phật tử. Chư Phật Thế Tôn có 10 thứ trụ nhất thiết trí. Những gì là 10? Đó là: tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm sở hành của tất cả chúng sinh ba đời. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tích tập các nghiệp và nghiệp quả báo của tất cả chúng sinh ba đời. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết sở nghi của tất cả chúng sinh, dùng ba thứ luân giáo hóa điều phục. Tất cả chư Phật ở trong một niệm biết hết pháp giới, hết thảy tâm tướng của tất cả chúng sinh, ở tất cả mọi nơi khắp thị hiện Phật ra đời, khiến cho họ thấy được phương tiện nhiếp thọ. Tất cả chư Phật ở trong một niệm khắp tùy tâm ưa muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh pháp giới, mà thị hiện thuyết pháp, khiến cho họ được điều phục. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh pháp giới, vì họ hiện thần lực. Tất cả chư Phật ở trong một niệm khắp cùng tất cả mọi nơi, tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh mà thị hiện ra đời, vì họ nói thân Phật không thể chấp trước. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đến khắp pháp giới, tất cả mọi nơi, tất cả chúng sinh, tất cả các đạo. Tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy sự nghĩ nhớ của các chúng sinh khắp mọi nơi, không có chỗ nào mà không ứng đến. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết sự hiểu biết ưa muốn của tất cả chúng sinh, vì họ thị hiện vô lượng sắc tướng, đó là người. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử. Tất cả chư Phật có 10 tướng trụ nhất thiết trí. Những gì là 10? Đó là một, tất cả chư Phật ở trong một niệm để biết trong tâm tưởng nghĩ, trong tâm sở hành của tất cả chúng sinh ba đời, chư Phật chỉ đang ở đó thoáng nghĩ liền biết được. 2. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tích tập các nghiệp và nghiệp quả báo tương lai sẽ thọ quả báo gì của tất cả chúng sinh ba đời. 3. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tất cả chúng sinh nên dùng phương pháp gì để độ họ, dùng thân miệng ý ba thứ luân này để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. 4. Tất cả chư Phật ở trong một niệm biết hết pháp giới, hết thảy tâm tướng của tất cả chúng sinh nghĩ gì, tất cả tâm niệm Ngài đều biết. Mỗi một nơi Phật đều xuất hiện ra đời, khiến cho chúng sinh thấy được, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 5. Tất cả chư Phật ở trong một niệm khắp tùy tâm ưa muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh pháp giới mà thị hiện, vì họ thuyết pháp, khiến cho họ được điều phục. 6. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh pháp giới, vì họ hiện thần lực. 7. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đi đến khắp cùng tất cả mọi nơi, tùy cơ ứng hóa tất cả chúng sinh ở trong tất cả chúng sinh thị hiện ra đời, vì họ nói thất Phật không thể dùng tướng chấp lấy. 8. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đến khắp pháp giới tất cả mọi nơi, mỗi sự tu của tất cả chúng sinh hoặc tất cả các đạo tu hành. 9. Tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy sự nghĩ nhớ niệm Phật của các chúng sinh thì Phật đi đến đó để giáo hóa họ. 10. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết sự hiểu biết tất cả sự ưa muốn của tất cả chúng sinh. Họ muốn làm gì thì Phật đều biết. Sự ưa muốn của chúng ta chúng sinh là gì? Chúng ta hãy tự mình nghĩ xem ưa muốn của mình là gì, ưa muốn của họ là gì. Mọi người đều có vấn đề gần giống nhau. Phật vì chúng sinh thị hiện vô lượng sắc tướng, đủ thứ sắc tướng tốt đẹp, xấu xí. Đó là 10 pháp môn trụ trí huệ của Phật. Phật tử, trừ Phật Thế Tôn có 10 thứ Phật tam muội vô lượng không thể nghĩ bàn. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, khắp vì chúng sinh rộng nói diệu pháp. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, khắp vì chúng sinh nói vô ngã tế. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, vào khắp ba đời. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, vào khắp 10 phương, cõi Phật rộng lớn. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, hiện khắp vô lượng đủ thứ thân Phật. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, tùy các chúng sinh đủ thứ hít tâm hiểu biết, hiện thân lời ý. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, nói tất cả pháp địa dục chân tế. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, diễn nói tất cả tự tánh duyên khởi. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, thị hiện vô lượng sự trang nghiêm rộng lớn, thế xuất thế gian, khiến cho các chúng sinh thường được thấy Phật. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, khiến cho các chúng sinh đều được thông đạt tất cả Phật pháp vô lượng, giải thoát cho giáo đến nơi vô thượng bờ bên kia, đó là 10. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử. Chư Phật Thế Tôn có 10 thứ pháp môn Phật tam muội vô lượng không thể nghĩ bàn. Những gì là 10? Đó là 1. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, các vị hết thảy chúng sinh rộng nói diệu pháp. 2. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, các vị chúng sinh nói vô ngã tế. Chẳng có cái ta, cũng chẳng có chấp cái ta, tất cả đều không chấp trước. 3. Tất cả chư Phật lúc nào cũng ở trong tam muội truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, làm tất cả Phật sự, lại ở trong khoảng thời gian một niệm đến tất cả 10 phương số hạt bụi cõi Phật để giáo hóa chúng sinh, lại vào khắp cùng quá khứ hiện tại vị lai ba đời. 4. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, cũng trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi và khắp 10 phương cõi Phật rộng lớn. 5. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi hiện khắp vô lượng đủ thứ thần Phật. 6. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, tùy các chúng sinh đủ thứ tầm hiểu biết hiện thân Phật, hiện lời Phật, hiện ý Phật để vì chúng sinh nói pháp. 7. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, nói tất cả pháp lìa khỏi dâm dục, tình dục, ái dục, lìa khỏi tất cả dục, liền được thanh tịnh chân tế. Nếu không lìa dục tức là cảnh giới nhiễm ô hư vọng, lìa dục tức là cảnh giới trần thật. 8. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, diễn nói tất cả pháp từ nhân duyên sinh, do đó các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn thường hay nói như vậy. Bổn lai duyên khởi chẳng có tự tánh, vì duyên khởi là do hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt. Do đó tự tánh duyên khởi tức là truy tìm chỗ thật tại của nó, thì chẳng có thật tại, cho nên tự tánh duyên khởi vốn là không. 9. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi thị hiện vô lượng pháp trang nghiêm rộng lớn thế xuất thế gian, khiến cho các chúng sinh thường được thấy Phật. 10. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được thông đạt tất cả Phật pháp, đắc được vô lượng giải thoát, rốt ráo đến nơi vô thượng bờ bên kia. Đó là 10 thứ pháp của Phật. Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 thứ vô ngại giải thoát. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết chư Phật xuất hiện ra đời. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết chư Phật chuyển bánh xe pháp thanh tịnh. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết chúng sinh thọ giáo hóa điều phục. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết cõi nước chư Phật. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết Bồ Tát thọ ký. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện các loại thế giới quá khứ hiện tại vị lai. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả thần thông quá khứ hiện tại vị lai. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả chúng sinh quá khứ hiện tại vị lai. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả Phật sự quá khứ hiện tại vị lai. Đó là 10. Bồ Tát Liền Hoa Tạng lại gọi một tiếng: Phật tử chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ vô ngại giải thoát. Những gì là 10? Đó là: 1. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết chư Phật xuất hiện ra đời. 2. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết chư Phật chuyển bánh xe pháp thanh tịnh. 3. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết chúng sinh thọ giáo hóa của chư Phật mà được điều phục. 4. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết cõi nước chư Phật. 5. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết Bồ Tát được thọ ký. 6. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. 7. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện các loại thế giới quá khứ hiện tại và vị lai. 8. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả thần thông quá khứ hiện tại và vị lai. 9. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả chúng sinh quá khứ hiện tại và vị lai. 10. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả Phật sự của chư Phật làm trong quá khứ hiện tại và vị lai. Đó là 10 thứ vô ngại giải thoát.